Em đứng trên cây cầu một mình. Đu hoài đu tới chết từ từ. Xin đi nè, xin đi nè của anh. Đây nè, anh đây nè, chú đi nè thôi. Chú đi ông nè. Đúng là chỉ mà tí hổ ba tí mù cú chỉ cho chơi mà nà. Chỉ hổ sâu xa mà tên cướp cướp chú mà chơ. Chỉ chú sâu mà tí chả sâu mà chơ. Chú mà chú mà tên chơ. Đó, chuyện tình là vậy. Thì như mọi người đã biết thì đây là một chuyện tình về một người Trung Quốc và một anh Đài Loan. Hai người có một mối đồng tình luyến ái và giống như là một cặp đôi hôn nhân đồng tính. Thì như mọi người đã biết thì cái kết làm sao. Thì bây giờ mọi người sẽ chuẩn bị xem cái kết nhé. Bông bông vàng vàng, bông bông ý vàng vàng, trên ăn cơm vàng ý vàng cơm vàng nha. Chú Vio ơi, giờ này anh đang nơi đâu? Juliet của anh nó đang đứng ở đây nè. Mà anh ở đâu vậy, Chumio? Juliet của anh nè. Thế này anh ở đâu vậy? Thế này anh nơi đâu? Anh có nhớ về em không? Em đứng trên cây cầu một mình. Trời ơi, Chumio ơi, anh đâu rồi? Juliet ơi, giờ này em đang ở đâu vậy Juliet? Juliet của anh ơi, giờ này em đang ở đâu? Em có biết anh, em rất là nhớ anh không? Tình tự tự đu dây điện, đu hoài đu tới chết từ từ. Xin đi nè, xin đi nè của anh. Đây nè, anh đây nè, chú đi nè thôi. Chú đi ông nè. Em vẫn xấu như xưa. Sao anh mất dạy quá vậy? Sao anh mà mất dạy cái gì? Sao cái miệng anh giống con cá chê quá vậy? Sao con mắt anh kỳ quá vậy? Không, con mắt anh hồi đó tới giờ vậy mà. Bởi vậy trời bé hoài. Nào dạo này em sao rồi? Em rất khỏe. Ủa em cũng cho cá ăn. Em có cho cá ăn. Nãy giờ cá có ăn chưa? Cá không ăn mà cá voi ăn. Trời ơi. Nãy giờ gặp lại vui quá. Trời ơi, em làm gì xong. Làm nữ gặp nhà mà. Lâu ngày gặp lại. Khỏe. Em khỏe không? Làm gì đuối mà. Đọc anh nhìn em đuối. Em còn chơi nữa không? Em còn chơi. Chơi gì? Chơi cái đó đâu. Chơi cái đó là chơi cái gì? Thì cái đó tự em hiểu đi. À, chơi cái gì? Trời ơi, cái miệng em ngon quá. Trời ơi, anh cười không? Một ngày gặp lại em. Dạ. Em khỏe không? Em rất là khỏe. Ủa mà sao được lại cho xong mấy năm nay em làm cái gì? Dạo này em đi làm công chuyện. Em đi làm công chuyện gì? Dạ. Vậy? Làm này làm kia. Làm này làm kia là làm với ai? Làm với anh này anh kia đó. Anh này anh kia là anh nào? Anh kia kìa. Tại sao? Tại sao? Tại sao cô gói dắt tôi mấy năm nay? Có đâu. Trong em đi làm về. Mà đi làm với ai mà kiếm mấy năm tiền. Nay là thằng này thằng kia. Kiếm tiền về nuôi anh thôi mà. Không có nuôi tôi. Có. Mà mình mà mày sao? Đổi người. Vô. Tại sao? Tại sao? Không có. Sao dám đuổi vậy? Không có. Em không có. Tại sao? Tại sao? Chuẩn bị, đánh lại, giơ tay lên. Tại sao đánh không? Mày quýnh tao hả? Trời ơi, mày quýnh tao hả?
Ai kẹp cút đâu? Đóng phim. Đóng phim gì kỳ? Đóng phim gì kỳ quá hả? Đóng phim ý là cái vai diễn là phải như vậy mà. Đúng rồi. Ai giả máu hả? Đâu vậy? Không có. Coi có giả máu không vậy? Ở diễn có sao không giặt luôn nè. Trời quá trời luôn. Bây giờ hello mọi người nha. Đó là kích loạn vui nhộn thì có gì sơ sót mọi người nhớ bỏ qua cho em nha. Thôi mà đây là một cái clip thì hiện tại em vô đét Vũ Đức Phương và người đẹp Gia Hưng TV xin lát. Vũ Thu Phương đang có mặt tại cây cầu tình yêu Phan Điền. Cầu tình yêu nha cả nhà nha. Người ta thường gọi là cầu tình yêu là cầu ông cậy. Em ông rồi. Đó thì như mọi người đã thấy thì những tập tình nhân yêu nhau thì mình sẽ có một cái ổ khóa. Đây. Thì hồi kỳ là em thấy rất là nhiều nha, nhưng mà bây giờ thì vì giống như là khóa đó, rồi dục chịu khóa xuống cho nên vậy lại là không có an ninh đó cả nhà. Thì bây giờ mình hạn chế, tại vì mình ra cái cầu tình yêu mình chỉ cần một tấm hình thôi, nó đã là hạnh phúc rồi. Thì bây giờ bốn đôi em tứ đại mỹ nhân sẽ đi review cây cầu tình yêu có gì nha. Thôi chị ơi, chị nghe nói nghe nè, cây cầu tình yêu nghe nó ở đây cầu cơ đó nha. Ôi vậy cái hả? Gì vậy? Em nghe nói người ta cầu tình yêu cái gì cầu cơ. Cầu cơ. Cầu cơ. Cầu có sinh số không? Không, em sinh số gì? Có sinh số không? Có. Có sinh số không? Ờ, có. Cái số mày là sinh ra chưa? Số sinh ra rồi. Rồi, đi sinh số. Để coi. Nha, chị ơi, đi sinh gì nghe thật gấp mẹ thôi bông. Đưa cái bông kìa. Đó thì bây giờ là tụi em sẽ dẫn mọi người đi một vòng ở cái cầu tình yêu nha. Cái cầu tình yêu có chủ đề là màu đỏ nha cả nhà. Đó thì một chút xíu nữa lên đèn rất là đẹp. Đó thì như mọi người đã thấy thì một chút xíu lên đường. Ê lộn, lên đèn em sẽ quay cho mọi người xem. Bây giờ em sẽ dẫn mọi người đi dài xuống dưới cây cầu tình yêu. Đó. Ở đây ba cái là cây gì? Ai biết trả lời có thưởng. Ai biết trả lời. Cây này là cây sida. Cây này cây gì? Bà ba tiêu. Sai. Em nghĩ là cây bông hoa hướng dương. Sai. Cây sen. Bông sen. Sai. Cây gì vậy tình yêu? À. Cố lên. À cây cây gì? Biển ngạn. Sai. Biển ngạn đỏ. Gần đúng. Cây gì? Cây bồ câu. Sai. Cây bồ câu man. Cạo. Sai, gần đúng rồi đó. Cây gì? Cố lên. Tức quá vậy, cái gì ta? Cây gì? Cây gì mà tình yêu? Cây. Hết giờ. Lá hú dịch. Hết giờ. Cây gì? Cây gì? Cây cục điện, người ta làm mẫu. Ủa. Đại gì trời? Ví dụ cái gì vậy? Ví dụ bây giờ cái cầu tình yêu gì, cái ổ khóa gì, mốt ta chia tay ta có bỏ ổ khóa ra không? Miệng quá trời. Này duyên lắm nha mọi người. Duyên quá. Trời ơi. Chia tay, có ổ khóa, ổ khóa ra nữa. Trời ơi, duyên trời. Cái miệng quá không trời. Không phải duyên mà má này luôn á. Nói nghe nè, buổi chiều anh chị mình có đi đâu chơi, anh chị mình có thể tập thể dục nè, hóng mát ở đây. Chị Phương ơi. Gì vậy? Đi đâu vậy trời? Ôi trời ơi. Anh ơi, cố lên. Cố lên. Cố lên. 1, 2, 3, 4, 1, 2, 2, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 3, 4, 2, 2, 2, 2, 9, 3, 3, 2, 1, 6, 1, 6, 3, 4, 9, 3, 2, 5, 5, 5, 3, 2, 6. Chạy vui vẻ nha anh. Ê, mình đã đi qua tới thành phố Thủ Đức luôn rồi. Ghê vậy. Hello mọi người nha. Thì buổi chiều hoàng hôn. Đó, buổi chiều hoàng hôn thì em đâu đã hoàng hôn rồi. Em mới vừa quay clip và thấy một cặp đôi rất là dễ thương. Đây, hello, hai vợ chồng đi đâu vậy? À, Thả Diều hả? Dễ thương quá à. Lâu lắm rồi xin lát không có lên kênh của Vũ Thu Phương á, thì hôm nay quay và xin lát thấy sao từ hôm Tết tới giờ. Từ hôm Tết tới giờ là từ hôm Tết tới giờ luôn, là bây giờ em mới gặp lại chị Phương tại đây. Chị Phương cũng như là người đó đầu tiên để cũng lên trong cộng đồng quý vị trên kênh YouTube của chị Vũ Thu Phương, cũng như là chúc mọi người có một năm mới an khang thịnh vượng và sự như ý, phát tài phát lộc cho mọi người nha. Rồi bây giờ Thả Diều xong rồi, bây giờ chồng em chở em đi đâu? Chồng em chở em đi vô nhà. À, chở vô nhà. Chủ nhà làm gì vậy? Đó, đây mọi người rất là đẹp nha. Đó, tụi em đang ở trên cây cầu này là cầu Thủ Thiêm 2 anh chị ơi. Và người chở em không ai khác, đó chính là người đẹp Gia Hăng. Đó, ở quay sau là Lâm nha cả nhà nha. Đó, tụi em đang đi trên con đường cầu Thủ Thiêm 2. Đó, thì hồi nãy có quay mấy cái clip mà
cái cầu tình yêu đó cả nhà, với lại mấy cái clip đánh ghen đó. Mong là những anh chị em bạn bè mình đó vô tình mình coi được cái clip đó, mình nhớ like và subscribe đăng ký nha cả nhà nha. Vậy bây giờ thì em sẽ rủ Gia Hân với lại rủ tất cả mọi người đi một vòng phố đi bộ để mà quay khung cảnh phố đi bộ, để cho những anh chị trong nước và ngoài nước mình sẽ coi thành phố quận 1 mình sẽ như thế nào nha anh chị ơi. Đó ơi, quay đi đẹp quá. Thôi đi hẳn luôn đi. Mọi người nhớ ủng hộ kênh cho chị Vũ Phương nha, cũng như chị BB Cá Viên Chiên nha mọi người. Nhớ nhấn like, share và đăng ký cho hai chị em để làm kênh, để có những clip vui để phục vụ cho quý vị coi với quý vị nha. Đó, buổi chiều xe rất là đông đúc nha cả nhà nha. Đó, thì hiện tại thì người đẹp Gia Hân đang chở em, Lâm cũng đang chạy luôn cho nên không có quay được. Cho nên chính tay em sẽ quay cho mọi người. Thì trong quá trình quay clip có gì sơ sót mọi người bỏ qua cho em nha cả nhà nha. Đó cả nhà ơi, buổi chiều ở quận nhất nè cả nhà thấy không. Đó, bây giờ tụi em sẽ chuẩn bị chạy lên phố đi bộ. Đó, để coi có cái gì mới mẻ hay là đẹp đẽ sẽ quay cho mọi người. Đó, đẹp lắm mọi người ơi, thật sự thì Sài Gòn đẹp lắm, Sài Gòn ơi, Sài Gòn ơi. La 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 la, la 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 la. Đó, đây là khung cảnh bến Bạch Đằng, chuẩn bị chúng ta sẽ chạy ngang qua bến Bạch Đằng nha cả nhà nha. Bến Bạch Đằng là mọi người sẽ được ngắm nhìn chiếc thuyền Titanic của Romeo và Juliet. Đó, đây là đoạn đường chuẩn bị đến Bạch Đằng nè cả nhà. Đó, để cho những anh chị trong nước và ngoài nước đó, mấy anh chị mình sẽ có một cái clip để mà tham quan nhìn khung cảnh mình Sài Gòn xưa và nay như thế nào nha anh chị mình nha. Mong là các quý anh chị mình coi livestream đó, quý anh chị mình cho em xin một cái like và một cái subscribe đăng ký kênh. Và để giúp cho kênh của em có động lực quay thật là nhiều clip, ra thật là nhiều video để mà phục vụ mọi người nha. Đó, đường xá rất là đông đúc nha cả nhà. Đó, xe buýt 2 tầng nè cả nhà ơi. Đó, xe buýt 2 tầng đó anh chị. Đó, quý anh chị mình có thể lên xe buýt 2 tầng tham quan. Quý vị này đã đi với xe Malaysia rồi đó anh chị. Đó, bây giờ tụi em sẽ trên cung đường sông Bạch Đằng. Một chút nữa em sẽ quay sông Bạch Đằng với lại quay phố đi bộ nha. Hẹn gặp mọi người ạ. Cảm ơn mọi người. Sáng đây, cả nhà thấy không? Đây là tòa nhà Bitexco nha cả nhà nha. Đó, hiện tại là phố đi bộ chuẩn bị mình có một cái tiệc nha mọi người nha. Đó, sân khấu âm nhạc đây đẹp quá. Đây, phố đi bộ đây cả nhà. Đi quay một vòng đi bé. Đó, phố đi bộ sẽ chuẩn bị có một cái live show. Live show Berry Benai đó anh chị. Đó, bây giờ là em sẽ cầm máy đi một vòng nha cả nhà nha. Đó, tối quận nhất của mình là không thể nào mà chơi được nha anh chị nha. Quá xuất sắc trong giai tỳ nữ anh chị ơi. Đó, có cái tòa nhà cao nè ha. Những anh chị mình chuẩn bị lên đồ, lên đèn, xuống phố rồi đó. Đó, ai chưa ngắm hai con rồng ở phố đi bộ thì em sẽ chuẩn bị quay hai con rồng ở phố đi bộ nha. Đó, để cho Tết những anh chị nào mình không có dịp về quê, không có dịp về ở Đức Sài Gòn mình để chiêm ngưỡng quận nhất đó anh chị. Em sẽ quay một vòng cho mọi người xem phố đi bộ đây cả nhà. Đó, những cái tòa nhà cao dọc trời là anh chị thấy không. Đó, sắp đi lên trực tiếp là cà phê muối Chú Long. Sáng. Đây, cà phê muối Chú Long. Đó, lên chút xíu nữa là quán nước Quy Ngân. Đó, buổi chiều là sẽ có mấy anh chị mình hát hàng lo đó anh chị. Đó, sắp tới hai chú gồng mình nè cả nhà ơi. Đó, sắp tới hai con rồng nè anh chị ơi. Đó, năm nào cũng vậy hết cả nhà ơi. Năm nào phố đi bộ mình cũng đầu tư hết anh chị, thật sự luôn. Đó, tới hai con rồng rồi đó anh chị. Đó, hai con rồng đẹp lắm anh chị ơi. Con rồng cái và con rồng đực nha. Đó, thấy không cả nhà. Đó, nghe nói là hết tháng giêng là sẽ dẹp anh chị ơi. Hết tháng giêng là sẽ dẹp. Còn bên đây là cái khu mà đậu xe bít 2 tầng. Đó, cái khu đậu xe bít 2 tầng nha. Tối tụi em hay tụ tập ở đây nè cả nhà. Đó, tối nhóm tụi em hay tụ tập phun nước nè. Đây là đài sen. Đây là đài sen phun nước. Đó, anh chị mình rảnh đó, anh chị mình cứ ra phố đi bộ chơi nha. Phải nói là không sợ, phải nói là kỳ quan của đất nước mình luôn anh chị ơi. Không ai qua Sài Gòn xuất sắc.
quá đẹp. Trời ơi đây đó, em sẽ quay các chú xích lô chở đoàn khách đi du lịch. Wow, đẹp quá, xuất sắc luôn anh chị ơi. Đây cái đường Sài Gòn đẹp đây cả nhà. Bye bye cả nhà nha, chúc cả nhà có một cái clip vui vẻ ạ.